Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt, truyện ngắn được mang tên Vụ án bộ xương bí ẩn. Đây là truyện ngắn nằm trong tập truyện của tác giả Lê Nguyệt. Tập truyện này có tên là Khả năng nhìn thấu, và chúng ta sẽ cùng đến với một loạt các truyện ngắn hành trình phá án của ông Tư. Ông Tư là một người có khả năng đặc biệt. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ nghe trong cái tập mà Khôi sắp sửa phát sóng sau đây. Và để giới thiệu sơ qua cái tập truyện này, thì trong bộ tập truyện ngắn này của tác giả Lê Nguyệt có hai truyện ngắn mà Khôi đã phát rồi. Đó là truyện Trừng trị kẻ dâm loạn và truyện Vụ án tiền lương. Tiếp theo sau đây là một loạt các truyện ngắn liên quan đến ông Tư. Trong Trừng trị kẻ dâm loạn cũng có ông Tư rồi, nhưng mà không cụ thể. Còn bây giờ thì sẽ cụ thể hơn. Và Khôi xin phép được đặt cái series truyện này, đó là series truyện Ông Tư phá án. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Vụ án bộ xương bí ẩn nằm trong series truyện Ông Tư phá án, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu về ông Tư, người có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người khác. Nhà chỉ còn vợ chồng ông Tư và bà Tư sống với nhau. Các con đã đi học, đi làm xa hết rồi. Được biết, đời trước của ông Tư có nghề làm pháp sư, nghề nối nghề qua các đời. Đến đời của ông Tư thì không còn theo nghề gia truyền của họ tộc nữa. Mặc dù vậy, nhưng ông Tư vẫn bẩm sinh có được khả năng nhìn thấy được suy nghĩ của người khác. Người đời hay nói đây là giác quan thứ 6, hoặc là những người như ông Tư có luồng sóng điện chạy trong người, có thể kết nối được với các luồng sóng điện của bất kỳ ai để biết được họ đang nghĩ gì trong đầu. Với khả năng đặc biệt như vậy, nhưng ông tốt tính không dùng khả năng này nhằm trục lợi cho mình, chỉ muốn phát huy những gì mình có để giúp người khác. Ông cũng không nói cho ai biết ngoài vợ của ông việc ông có khả năng nhìn thấu này. Sau nhiều lần giúp đỡ bà con chòm xóm, như là bắt trộm giặc hoặc là hóa giải những hiểu lầm trong lòng người ta để mọi người hiểu và thông cảm cho nhau hơn, sống chan hòa với nhau hơn, thì bà con gán cho ông một biệt hiệu là ông Tư có con mắt điện tử, hoặc người khác thì nói ông Tư có khả năng nhìn thấu. Trong truyện ngắn Trừng trị kẻ dâm loạn, lần đầu tiên ông Tư đứng trước một sự vụ lớn và hóa giải được vụ ấy. Lần này thêm một vụ án lớn khác ông cần phải đối mặt. Vụ án bộ xương bí ẩn. Mày là thằng nào? Tại sao lại đánh tao? Ai cũng biết chị Hai Lành, gọi theo tên và thứ của chồng. Nhưng chị thì lành thiệt và còn đẹp nữa. Ai cũng biết hai thằng con trai của chị Hai Lành, thằng Hiển và thằng Long, tụi nó ngoan thiệt mà còn giỏi nữa. Làm người, làm cha mẹ thì cũng làm tới mức đó là xuất sắc nhất rồi. Gia đình chị Hai Lành thật sự là gia đình mà người ta khen không tiếc lời, mà cũng không có câu nào là phóng đại hay nói quá. Chị mở một cái đại lý đồ đông lạnh, rồi còn có cả vuông tôm. Gia đình có của dư của để, người làm kẻ ở rần rần, mà ai làm công cho chị rồi á cũng không muốn đi. Người vui tánh tốt bụng mà tiền bạc cũng rộng rãi, lại không phải kiểu bô lô ba la. Mỗi lần chị cho tiền giúp đỡ lính tráng cũng len lén âm thầm cho, sợ người ta nhục, sợ người ta xấu hổ. Do tấm lòng như vậy và lâu dài như vậy, làm sao mà là làm màu mà giả cho được. Hai thằng con của chị, thằng Long là đứa lớn, hiện đang làm bác sĩ, cao lớn đẹp trai. Thằng Hiển là đứa nhỏ, đang làm kỹ sư xây dựng, cũng đẹp trai, cao lớn. Hai đứa đều ở Sài Gòn làm ăn, nhưng bất cứ dịp lễ nào mà nhắm chừng mẹ nó cô đơn là anh em nó thế nào cũng tìm cách về.
đứa nào cũng trên 30, nhưng chưa đứa nào cưới vợ con gì sớt. Con gái trong xóm thèm chảy nước miếng mà không dám ọ ẹ gì, bởi con người ta giàu có, vừa có trình độ lại đứng đắn. Lâu nay cô nào cũng có ý định phải chờ nó tới tán, chứ chủ động cọc đi tìm trâu thì sợ bị khinh. Ông Tư thường thì cũng không qua lại với chị Hai Lành nhiều, nhưng ông cũng khá thân với Năm Nổ. Năm Nổ là chú của tụi nhỏ, em chồng của Hai Lành. Từ sau khi anh mình bỏ đi với vợ bé, Năm Nổ coi Hai Lành như chị ruột, rất thương yêu và quý trọng. Mỗi lần ngồi nói chuyện là nghe đầy nhóc lỗ tai chuyện chị dâu và cháu ổng, mà toàn là chuyện tốt. Ông Tư thì cũng chỉ biết hai thằng nhỏ, thấy cũng được người, ra đường nhìn thấy người lớn thì chào hỏi lễ phép, vậy thôi. Thối đời, nghe khen quá có khi cũng phản cảm. Rồi có lần á, khi đang ngồi uống trà với Năm Nổ, hai thằng nhỏ qua, đem theo hộp trà và bánh để gửi cho chú Năm, xong nó ngồi lại uống nước. Năm Nổ sau khi hỏi thăm một vòng, rồi thì trìu mến nhìn hai đứa cháu, nói: "Ờ, có vụ này chú không có dịp hỏi hai đứa bay. Mẹ mày cô đơn cũng lâu rồi, nếu đi bước nữa tụi bay có phản đối gì không?" Hai đứa đang cầm ly trà tự nhiên khựng lại rồi hỏi ngay: "Ai vậy chú? Người chỗ mình hay ở xa?" Thằng Hiển dụt miệng. Thằng Long nhíu mày rồi cũng hỏi: "Mọi người nghĩ tụi con phản đối hả chú?" Đâu có đâu, có ai nói gì đâu. Cũng chưa có người lên tiếng mà. Chỉ không biết ý tụi bay trong chuyện này thôi. Hai anh em nó nhìn nhau rồi mỉm cười. Có người tử tế thì cứ nói họ bước đến. Tụi con cũng mong có người thương mẹ con ở gần. Mẹ con cũng chịu khổ lâu rồi. Đi làm xa thì không tránh được, mà mỗi khi trời lạnh, nghĩ tới mẹ đi tới đi lui giữa mấy cái máy đông lạnh mà thắt ruột hà. Ông Tư ngồi đó nhìn hai đứa nhỏ, thấy trong đầu tụi nó, đứa hiện hình ảnh mẹ ăn cơm một mình, đứa hình ảnh mẹ nó đi tới đi lui trong nhà. Trong lòng cũng thấy cảm động. Tụi nó thương mẹ thiệt, chứ không phải nói cho người ta nghe. Ông Hai Lành bỏ đi đã mười mấy năm. Theo Năm Nổ kể thì ổng đi theo vợ bé, mà con vợ bé cũng không phải xa lạ gì với cái xóm này. Nó là vợ của thằng Trạng, có với Trạng hai đứa con gái, rồi bỏ con cho chồng nuôi mà theo trai. Hai Lành trước khi đi còn quơ theo mớ của, đánh vợ một trận, đập phá nhà cửa rồi mới đi. Rồi hình như mấy năm sau có về đòi bán nhà chia của gì đó, nhưng bị mẹ con Hai Lành phản ứng có sự ủng hộ của Năm Nổ, cho nên hai đứa nhỏ từ đó về sau không nhắc tới cha một lời, ra sức bù đắp cho mẹ. Giờ thì cũng như khổ tận cam lai, Hai Lành chỉ cần hai đứa con có gia đình là xem như chị không có gì để lo lắng nữa. Mà tụi nó trước giờ chưa hề dẫn đứa con gái nào về. Cho đến năm nay, thằng Long dẫn bạn gái về, cả nhà như mở hội. Còn làng xóm thì cũng đồn ùm, người mừng cho chị Hai Lành, người thì hóng chuyện, người uổng nói con gái trong xóm nhóc, đi kiếm chi con gái ở ngoài. Con ghệ thằng Long tên Thùy, nói đẹp thì cũng vừa vừa thôi, không phải xuất sắc gì lắm. Được cái tươi rói, cười nhìn cũng dễ thương, lại hay cười nữa. Thằng Long ít nói, còn con bé thì liếng thoáng suốt, thằng nhỏ thì ngồi kế bên cười thôi. Hôm nay ông Tư ngồi uống trà với Năm Nổ, cả nhà ba người chị Hai Lành và thêm Thùy tới để gửi quà bánh. Ông mới thấy cô gái Sài Gòn mà mọi người nói đúng là dễ gây cảm tình. Suốt buổi nó hỏi thăm Năm Nổ và ông, rồi hăng hái lắng nghe những chuyện làng quê mà Năm Nổ kể. Đã nói là Năm Nổ mà, chuyện năm nói thành mười, mà con bé thích lắm, làm ổng càng nói càng nhiều. Còn biết chú Tư không? Chú Tư là mắt thần điện tử của xóm đó. Chuyện gì mà bí mật thì chỉ cần để chú Tư nhìn một cái là ra hết hà. Thùy hướng đôi mắt bự chản nhìn ông Tư, rồi cười toe toét. Vậy con không dám lại gần chú đâu. Nhà nào cũng có một bộ xương ở trong vách tường mà. Ông Tư bật cười với kiểu nói của nó. Nhưng đột nhiên, ông thấy chị Hai Lành ngồi kế bên, bỗng mất tự nhiên. Ông Tư nhíu mày nhìn vào chị,
thấy trong đầu chị hiện lên kệ sách ở nhà, kệ sách rất lớn. Rồi ông nhìn qua thằng Hiển, lúc này đang im lặng uống trà. Đầu nó cũng hiện lên một kệ sách. Rồi thằng Long đưa tay rót trà cho bạn gái, miệng lẩm bẩm. Đừng nói lung tung, chú Tư cười cho. Đầu nó cũng hiện lên kệ sách. Có nhiều nhã nhét xương vào trong, còn lấy kệ sách che lại. Ông Tư buộc miệng, không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại khiến ông nói lên như vậy. Sau khi nói xong, lập tức nghe tiếng ly trà rớt cái cột xuống mặt bàn. Mặt chị Hai Lành tái mét. Thùy vẫn vô tư cười. Vậy nhà chú Long á đáng nghi nhất, có một kệ sách bự lắm. Long mỉm cười, nheo mắt về người yêu. Đừng nói lung tung Thùy. Ông Tư đọc được trong đầu nó. Im đi, em nói nữa là sẽ chết đó. Xoay qua nhìn chị Hai Lành và Hiển, ông suýt chút bật khỏi ghế khi nhìn thấy những gì họ đang nghĩ. Trong đầu Hiển là cảnh ba mẹ con đang giấu xác một người đàn ông vào tủ lạnh rồi đắp tường lên. Trong đầu chị Hai Lành là hình ảnh người đàn ông nằm sóng xoài trên mặt đất, máu tuôn lên láng từ đầu. Chị Hai Lành nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của ông Tư, bèn đứng dậy mất tự nhiên. Tôi có chuyện, tôi đi dậy trước nha. Tôi về trước nha chú Năm. Hai đứa con cũng nhận ra chuyện không lành, vội vàng cáo từ ra về. Ông Tư đọc được trong đầu Thùy suy nghĩ thắc mắc. Anh Long á sao vậy nhỉ? Mình nói chơi mà, hôm qua cũng vậy. Ông Tư cứ nhìn chằm chằm gia đình của chị Hai Lành đang dần khuất bóng, trong lòng rối rắm. Thật ra là chuyện gì? Họ thật sự giết người ư? Người bị giấu trong bức tường ở kệ sách là ai? Làm sao để có thể hỏi thêm chuyện này? Con Thùy, nếu con bé cứ mồm miệng như vậy, nếu sự thật nhà họ có xác người dưới kệ sách, vậy nó có nguy hiểm không? Ông Tư không ngờ rằng không phải chờ lâu. Ngay ngày hôm sau, nguy hiểm đã tới với Thùy. Người ta tìm được xác cô ở chân cầu, gần khu nhà ông Tư. Nghe người ta nói, mấy người họ đi chợ sáng, nhìn thấy xác cô kẹt ở chân cầu, còn tưởng con nít nào sáng đi tắm sớm, lại gần thì thấy, tri hô lên để mọi người tới vớt lên. Ông Tư nghe tin cũng vội vàng chạy đến, trong lòng hoang mang. Không lẽ gia đình Hai Lành lại thật sự ác độc như vậy? Vì câu nói đùa mà giết đi một người. Ông muốn đến để đọc được suy nghĩ của thằng Long, của thằng Hiển và của Hai Lành. Thằng Long nó đến sau ông, trong đầu nó toàn kỷ niệm của hai đứa, cho đến khi nó thấy xác con nhỏ nằm đó. Hàng xóm hai bên im re nhìn thằng nhỏ, không ai dám nói gì. Ông Tư thấy trong đầu nó chạy lên hình ảnh cảnh nó với con Thùy ngồi xem phim, rồi con nhỏ cười nói. Phim có bà kia giết chồng rồi bỏ tủ đông. Anh dám sau này không tốt với em. Nhà mình có nhiều tủ đông. Em sẽ giết anh rồi nhét vào vách tường. Long mỉm cười lắc đầu. Nói bậy. Dạ trong lòng hơi chột dạ. Anh xoay lại phía sau, thấy mẹ và em trai đang nhìn chằm chằm vào Thùy. Rồi cái nhìn của mẹ và em trai trong nhà chú Năm nổ. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Long, cùng suy nghĩ gian gian. Mẹ ơi, Hiển ơi, Thùy không biết gì, cô ấy thật sự không biết gì. Hai người thật sự giết cô ấy sao? Thật sự giết cô ấy sao? Ông Tư nén hơi thở. Không phải nó rồi, không phải nó rồi. Chị Hai Lành và thằng Hiển cũng chạy đến sau đó. Cả hai đều ngừng lại chỗ Long. Ông Tư chăm chú nhìn họ, và Hiển cũng nhìn thấy ông, nhưng nó không quan tâm. Nó chậm chậm nhìn vào xác Thùy, rồi anh hai, rồi mẹ, trong lòng hoang mang. Ai đã giết chị Thùy? Mẹ hay anh hai? Trời ơi, ai giết chị Thùy? Hai Lành thì nghĩ. Trời ơi, con Thùy chết rồi. Ai? Là Long hay Hiển? Ôi các con, mẹ nói bao nhiêu rồi, không được gây tội ác. Trời ơi, làm sao đây? Mẹ sẽ gánh tội, sẽ gánh tội.
Vậy là không ai trong ba người họ giết con Thùy. Ông Tư tự thấy mình đang thở ra nhẹ nhẹ. Nhưng cái xác trong bức tường kia là của ai? Do ai giết? Và vì sao mà ba mẹ con phải giấu xác vào trong đó? Rồi ông Tư nghĩ, lẽ nào Hai Lành và các con lại dám giết người? Nhưng nếu không phải họ giết thì là ai? Tại sao họ lại phi tang xác chết như vậy? Những con người đạo đức đó chưa từng làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến trị an xã hội, lại là nơi giúp đỡ bao người có công ăn việc làm. Những con người thiện lương như vậy làm sao có cái gan giết người chứ? Nhưng nếu như họ không giết thì thủ phạm là ai và họ đang bao che cho ai? Ông Tư nghĩ, thôi kệ họ đi, đó là chuyện riêng của người ta. Pháp luật không phát hiện ra thì cứ để nó chìm vào quên lãng. Mình là ai mà lại moi móc chuyện của thiên hạ để làm lớn ra? Chẳng những không có lợi gì cho mình mà còn gây thêm nhiều hệ lụy cho người khác. Nhưng đây là vụ án giết người. Giết người đó chứ chẳng phải chuyện chơi. Nếu sự thật không được phanh phui ra ánh sáng thì sẽ có một mạng người bị chết oan khuất. Mà lẽ nào mẹ con Hai Lành lại là thủ phạm? Nhưng nếu như không phải thì trả lời sau đây, khi chính tay họ đã vùi xác đó vào vách tường và rúng động khi nghe nhắc tới. Còn cái chết của Thùy nữa, nguyên nhân vì sao chứ? Không ai giết nó, chẳng lẽ nó tự tử à? Không thể nào, con nhỏ yêu đời lạc quan vậy, không thể nào vô cớ nhảy sông tự tử được. Cái chết của nó đang được công an xác minh làm rõ, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Ông Tư quyết định theo dõi vụ án và tạm thời sẽ không nói gì hay tỏ thái độ chi với Hai Lành. Khi vớt xác Thùy lên, công an bước đầu xác định cô gái chết do đầu da đập vào thành cầu gây nứt sọ. Cái chết được nhanh chóng làm rõ bởi những đứa trẻ nhà ở gần cầu đang chơi đùa cạnh đó. Chúng nó nói thấy cô gái leo lên ngồi trên lan can cầu, khuôn mặt đăm chiêu tư lự, hai chân thòng xuống đung đưa, hai tay chống vào lan can, nhưng không có vẻ gì là muốn tự tử cả. Bà lão nhà ngay chân cầu đang quét sân thấy Thùy ngồi như vậy cũng kêu lên: "Nè cháu gái, xuống đi, ngồi như vậy nguy hiểm lắm đó." Thùy quay lại nở nụ cười tươi tắn: "Dạ không sao đâu bà ơi." Rồi vẫn ngồi đó cho đến lúc chán mới đứng dậy, thì giục tay chúi nhũ xuống cầu trước bao nhiêu con mắt của đám trẻ. Long ôm lấy xác Thùy, nó đau khổ nhìn người yêu xanh mét nằm bất động. Mới cách đây vài tiếng đồng hồ, Thùy và Long còn bàn về cuộc hôn nhân của hai đứa. Thùy có vẻ giận dỗi khi Long có thái độ hàn học mỗi khi Thùy nhắc tới chuyện kệ sách và cười hí hửng. Long nói cô là con gái mà sao vô tâm vô tư, trước mặt người lớn mới gặp gỡ lần đầu lại dỗ dàng nói những lời hớ hênh, không giữ gìn ý tứ gì sớt. Thùy cho rằng Long từng tuổi này mà còn cổ hữu cố chấp, rồi đây sẽ là người chồng gia trưởng, có lẽ cô nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này, xem có nên tiến tới nữa hay không. Sau đó Thùy nói với Long là đi bộ thể dục và sau đó lần đến chân cầu, leo lên lan can ngồi như đã kể ở trên. Gia đình Thùy cũng được mời xuống để nhận xác con gái. Ba mẹ Thùy chết điếng khi nghe tin. Ông bà cũng là người hiểu chuyện nên không trách cứ gì Long. Sau đó chú Năm Nổ và Long cùng đưa xác Thùy về gia đình ba mẹ Thùy để lo mai táng. Qua đám tang, Long và Hiển trở về Sài Gòn công tác. Hai Lành vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có trong lòng ông Tư vẫn còn thắc mắc hoài vụ xác chết trong bức tường phía sau kệ sách. Ông chờ đợi một ngày sẽ chính miệng Hai Lành kể cho ông nghe và sự việc có nên đem ra pháp luật hay không cũng còn tùy vào người chết là ai và nguyên nhân vì sao mà chết nữa. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà ông Tư vẫn không có cách nào tiếp cận được với chị Hai Lành. Hai đứa con của chị Hai Lành thỉnh thoảng cũng về thăm mẹ, nhưng chúng về chiều thứ bảy là chiều chủ nhật lại đi. Ngày chủ nhật, mẹ con rí rố làm nhiều món ăn và khách mời bao giờ cũng có một mình chú Năm của chúng. Sau khi con đi, chị Hai Lành nếu không ở cửa hàng đông lạnh thì ở trong xưởng đông lạnh, không ở xưởng đông lạnh thì ở ngoài vuông tôm tối mịt mới về nhà. Buổi tối, người ta là đàn bà cô quả,
nên ông Tư cũng không tiện đến để nắm tin. Rồi ông nghĩ, thôi kệ đi, dù gì cũng là chuyện riêng của người ta. Chị Hai Lạnh là người đàng hoàng tử tế, cuộc sống riêng không có điều tiếng gì. Long, thằng con bác sĩ của chị, lần nào về cũng đưa cho chú Năm nó một mớ thuốc nhức đầu nóng lạnh, đau bụng sổ mũi, thuốc ho cho bà con xóm giềng để trong nhà phòng khi khẩn cấp. Gia đình người ta như vậy, nếu như có chuyện khuất lấp gì, chắc là do bất khả kháng mà thôi. Vậy mình cứ giặt lá tìm sâu để làm gì? Chỉ có Năm Nổ là ông gặp thường, nhưng Năm Nổ cũng bận rộn, ngoài những chuyện mưa nắng, thì không có điều gì hiện ra trong đầu y để cho ông Tư quan tâm. Nghĩ vậy rồi, nên ông Tư cũng dần quên đi, cho đến khi đến Tết. Trạng, từ sau khi bỏ chồng con đi theo Hai Lành, y thất chí sinh ra nhậu nhẹt say sưa, bỏ bê ruộng vườn thất bát. Mấy năm sau bèn gửi con cho bà nội chúng trong, rồi bỏ nhà, nói là đi thành phố làm ăn. Thỉnh thoảng y cũng có về, nhưng chỉ thoáng qua thăm con rồi thôi. Không hiểu sao năm nay vợ chồng y đùm túm dắt nhau về, dọn dẹp lại căn nhà đã đóng cửa khá lâu, bị dán nhện dán đầy từ cửa vào tới bên trong. Tất nhiên là xóm làng xì xào bàn tán ghê lắm, nhất là Năm Hổ. Thấy Sinh là anh ta giận no, hùng hổ tới nhà Trạng gặp Sinh để hỏi tung tích của Hai Lành. Năm Hổ nhất quyết cho là Sinh đã gạt Hai Lành ăn hết của, rồi dụ ông ta về bán nhà chi với vợ. Sự việc không thành nên hất hủi và bỏ rơi Hai Lành rồi. Năm nói nếu Sinh không chỉ chỗ Hai Lành hiện đang ở đâu thì khó bề mà ăn cái Tết yên lành với y. Hỏi ra thì nghe nói vậy. Sau khi Hai Lành đi được vài năm thì Hai Lành hết củ cải bọc trong mình, sinh ra đổ đốn, vợ lớn vợ bé tùm lum. Rồi thì có một ngày hắn ta khăn gối bỏ đi đâu mất biệt. Sinh cứ tưởng hắn về với vợ lớn nên cũng mò về theo để xem. Nhưng biết Hai Lành không có về đây, Sinh gặp lại Trạng trên đường đi thành phố. Trạng hứa nếu như Sinh biết hối cải trở về với y thì y sẽ bỏ qua hết lỗi lầm của Sinh mà cho chị ta cơ hội làm lại từ đầu. Bắt đầu hôm đó đến nay hơn cả chục năm, hai người họ châu về hợp phố. Sinh chính thức tách rời khỏi Hai Lành và không còn biết tin tức gì của anh ta nữa. Mặc dù Sinh giải thích thế nào, Năm Nổ cũng không tin. Hơn 10 năm nay, Hai Lành sống một thân một mình ở xứ người, chưa một lần về thăm vợ con. Nếu như anh ta làm ăn được, thì dễ gì xin bỏ anh ta. Còn nếu như Hai Lành thất bại trắng tay, thì anh ta sống ra sao mà không về tạ lỗi cùng vợ lớn để hàn gắn lại. Năm buộc Sinh phải cho địa chỉ chỗ họ ở cuối cùng, rồi chính mình đến đó tìm ông anh ruột một lần. Chỗ Hai Lành và Sinh ở là khu nhà trọ. Đã quá lâu rồi nên chủ nhà trọ không còn nhớ Hai Lành và Sinh là người như thế nào. May mắn là có một cặp vợ chồng công nhân thuê căn nhà trọ đó cũng đã lâu. Vì họ có nhà dưới quê và không có nhu cầu thay đổi chỗ ở nên họ còn nhớ Hai Lành. Cũng không phải tự nhiên mà nhớ, là bởi vì mới nhìn họ đã phát hiện ra đây không phải là vợ chồng ruột mà chính là gian phu giam phụ. Hai người quấn quýt với nhau suốt ngày và làm tình mọi lúc mọi nơi. Họ không thấy đôi gian phu giam phụ đó có nghề ngỗng gì, chỉ đú đẫn trong nhà suốt cho đến khi hết tiền trả tiền phòng thì bàn nhau để thằng đàn ông về moi tiền vợ lớn. Tính tới tính lui, cuối cùng y quyết định về kêu vợ bán nhà chia hai tài sản. Sáng lại, thằng đàn ông lên đường thì lát sau, con đàn bà cũng khăn gói đi luôn. Không biết họ có gặp lại nhau hay không, nhưng từ đó họ không trở lại đây nữa. Và chuyện Hai Lành có vợ lớn vợ bé chỉ là do Sinh kể mà thôi. Năm Nổ giận run trong bụng, về tới nhà liền đến cửa hàng đông lạnh gặp chị dâu, kể cho chị Hai Lành nghe tất cả mọi việc trước mặt đám thợ. Hai Lành vẫn im lặng không nói gì. Năm Nổ hỏi, nếu bây giờ ảnh về, chị có tha thứ cho ảnh không? Nghĩ ra con vợ thằng Trạng xấu xa biết mấy, nó còn bỏ qua được mà chị. Hai Lành ậm ừ. Ổng về rồi tính. Chị hứa nghe, bằng mọi cách tôi sẽ đi tìm ảnh về cho chị. Qua bài học này,
Tôi tin ảnh sẽ một lòng một dạ với vợ con. Ông Tư nghe chuyện vợ chồng Trạng tái hợp cũng lấy làm lạ, bèn cùng với ông B tới nhà Nam Nổ hỏi thăm. Nam Nổ thấy hai ông già tới thì mừng lắm, kéo vô nhà châm bình trà nóng hổi rồi vô đề ngay. Có chuyện này tôi cũng định gặp để hỏi ý kiến mấy chú. Chuyện gì? Nam kể tất tần tật mọi chuyện về ông Hai Lành cho hai ông già nghe, xong kết luận. Tôi quánh giá là con nhỏ đó nó ăn hết của anh hai tôi, sau đó dụ ảnh về chia của nhưng không được nên bỏ ảnh về với chồng. Nó nói sau này ảnh sinh ra bồ bịch lung tung, nhưng ở chỗ đó nói ảnh với nó suốt ngày đú đẫn trong nhà, lấy đâu ra bồ bịch. Ông Tư nhìn sâu vào mắt Nam Nổ. Vậy sau khi bị con đó bỏ, thằng Hai Lành đi đâu, sao không về tìm lại? Hay ít ra nó cũng về với vợ con của mình chứ? Bởi vậy tôi mới thắc mắc và lo. Có khi nào thằng Trạng vì mê con dở quá nên xử anh tôi rồi không? Mày nói chơi hoài mày. Giết người chứ bộ đơn giản như giết gà giết vịt sao? Nó nói ảnh bỏ nhà đi biệt, còn người ta nói sáng ảnh đi một lát, sau nó cũng đi. Giải thích làm sao đây chú Tư? Có thể tụi nó hẹn nhau ở chỗ khác để trốn một tháng tiền nhà, sau đó sống chung thời gian nữa rồi mới xin chuyện. Vậy cũng không đúng. Nó nói chỗ này là chỗ cuối cùng mà. Trong đầu ông Tư bỗng hiện lên cái kệ sách che chắn bức tường nhà chị Hai Lành. Ông rùng mình. Có lẽ nào... Chuyện này mày nói với vợ thằng Lành chưa? Nói rồi. Nó nói sao? Tôi hỏi nếu ảnh về, chị có tha thứ cho ảnh không? Chị nói ảnh về đi rồi tính. Ông Tư lắc mạnh đầu. Đúng vậy sao? Có nghĩa là vợ Hai Lành biết chồng mình sẽ không bao giờ trở về được nữa. Và hình ảnh ba mẹ con lúi húi dập một xác người đầy máu vào trong tủ đá lại hiện lên trong đầu ông Tư. Vậy là đúng rồi. Khi Hai Lành về đòi chia của, chắc chắn đã xảy ra cuộc tranh cãi và xô xát dẫn đến án mạng. Ba mẹ con đã phi tang xác chồng, cha của mình và vụ việc được giấu kín cho tới bây giờ. Phải làm sao đây? Phải gặp mặt vợ Hai Lành một chuyến mới được. Ông Tư nói với Nam Nổ. Vậy đi Nam, mình phải bằng mọi cách tìm thằng Hai về, đừng để nó xấu hổ mà đi biệt vô âm tính được. Tao với anh B cùng mày qua nhà vợ thằng Lành thuyết phục nó, báo với chính quyền, buộc con vợ thằng Trạng phải chỉ rõ từng nơi tụi nó đã qua để truy tìm tung tích thằng Hai. Nói với vợ nó đừng tiếc tiền, nếu tình cảm nguội lạnh rồi thì cũng nên kêu nó về ly dị cho rõ ràng. Cho nó miếng đất cất căn nhà nhỏ để nó dưỡng già cũng có tình có nghĩa. Tao tin vợ nó không từ chối đâu. Được, vậy tối nay nghe chú. Tối nay tôi với hai chú lại nhà gặp chị. Chị Hai Lành đang ăn cơm một mình thì ba người tới. Chị nhanh chóng dẹp tô cơm rồi mời mọi người ra phòng khách. Làm cho mỗi người một ly trà đá xong, chị ngồi xuống đối diện, miệng mỉm cười héo hát. Tối mà hai chú và chú Năm tới, có chuyện gì gấp sao? Năm Nổ lẹ miệng. Hai chú nói tới để bàn chuyện với chị Hai, kêu chị báo công an là anh Hai mất tích, sau đó buộc cô vợ thằng Trạng phải khai ra những chỗ nó và anh Hai đã từng sống qua, từ đó mới tìm ra tung tích anh Hai được. Hai Lành thờ ơ. Chuyện sống chết của ảnh đối với tôi bây giờ không còn ý nghĩa gì. Từ khi ảnh bước ra khỏi căn nhà này là tôi coi như ảnh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Năm Nổ ngẩn tò te, ông Tư đỡ lời. Nhưng dù sao nó cũng là ba của con Bay. Nay nó ra nông nỗi này, Bay cũng nên cho nó con đường lui. Ảnh muốn đi thì đi, muốn về thì về. Đất đai mênh mông đó, ảnh muốn ở chỗ nào cũng được, tôi không cấm cản ảnh. Còn nếu kêu tôi coi ảnh như chồng, như cha của con tôi thì chuyện đó miễn đi. Tao biết Bay hận. Tuổi xuân của Bay phải một mình lăn xả nuôi con và thành đạt như vậy thật đáng khen ngợi. Cứ tìm nó về đi, hoặc xem coi hiện giờ nó ở đâu và sống ra sao cũng được. Nếu như nó không muốn về, mình cũng toại nguyện cho nó. Hai Lành im lặng. Ông Tư nhìn chăm chăm vào chị cũng không đọc được ý nghĩ nào lạ. Ông vừa thất vọng vừa mừng cho Năm Nổ, nói:
Vậy nghe chị hai, mai tôi sẽ tới nhà con xin, hâm nó một chập, sau đó đi báo chính quyền. Tôi sẽ thuê một công an viên đi theo, đích thân tìm ảnh về. Nói chứ dù sao á cũng máu chảy ruột mềm chị à. Ông Tư thấy Hai Lành nhíu mày, trong đầu hiện lên. Sao vậy chú Năm? Chú nghĩ là sẽ tìm được anh ta sao? Ông Tư bất ngờ hỏi lại Hai Lành nhân lúc chị không đề phòng. À, bây giờ sao hai? Tùy chú Năm mới tính sao thì tính. Dù sao anh cũng là anh ruột của chú ấy. Tôi không có ý kiến gì về chuyện này. Tao hỏi có khi không phải. Lần cuối cùng bay gặp nó là bao giờ? Nhiều năm rồi chú. Lần đó ảnh về đòi bán nhà chia. Tôi có mời chú Năm tới giải quyết. Sau đó anh ta đi luôn. Không bán được nhà, nó chịu đi sao? Phải đưa cho hắn hết mấy cây vàng á, chứ tốt lành gì á chú ơi. Năm nổ xen vào. Bởi vậy tôi mới nghi, vợ chồng thằng đó lột vàng của ảnh, rồi thủ tiêu ảnh đó. Tôi phải lôi bọn chúng ra luật pháp mới được. Ông Tư lại đọc được trong đầu của Hai Lành. Chẳng lẽ chú không biết gì sao chú Năm? Ổng còn sống nổi với trận đòn của chú sao? Ông Tư lạnh mình. Gì nữa vậy? Ông kính đáo quan sát Hai Lành, thấy chị đăm chiêu, mắt hướng về cái kệ sách tổ bố để đầy sách ở góc phòng. Trong đầu chị lại nghĩ. Bao nhiêu năm nay vì bảo vệ chú, mẹ con tôi đã im lặng, không hé lộ một điều gì về cái chết của ông ta. Bây giờ chú nhất quyết làm lớn chuyện này thì hậu quả sẽ ra sao đây chú Năm? Lương tâm chú không yên, mà mẹ con tôi cũng liên đới chịu trách nhiệm. Là do chú mà ra, sao chú ngây thơ vậy? Nếu anh ta còn sống, chắc chắn sẽ không để yên cho chú. Chắc chắn sẽ làm ầm ĩ chuyện này, và chú sẽ vào tù như chơi. Cũng may là anh ta chết ngay khi tôi chưa kịp đi bệnh viện. Hơn chục năm rồi, tưởng rằng mọi việc cứ thế mà trôi qua, mà chìm vào quên lãng. Nhưng hôm nay chú khơi dậy làm gì? Tôi sẽ không để con tôi dính vô vụ này đâu. Và có thể tôi cũng sẽ không để chú dính vô luôn. Ông Tư thấy đôi tay mình run lên bần bật. Cố gắng lắm, ông mới để giọng nói của mình không run theo. Hôm thằng Lành đi, mày có gặp nó không Năm? Năm nổ trả lời tỉnh bơ. Ông nhìn thấy không có điều gì gian dối. Thì gặp ở đây nè. Anh nói trước mặt tôi với chị hai chứ đâu. Ông Tư thấy Hai Lành mở to mắt nhìn Năm nổ. Ủa, chứ không phải sau đó chú gặp ảnh ngoài đường sao? Gặp đâu nữa mà gặp. Ảnh đi rồi tôi mới thấy mình bại à. Lẽ ra nên rủ ảnh ở lại chơi vài ngày rồi lựa lời khuyên ảnh. Đúng là ông bà nói không sai, giận quá mất khôn. Anh em ruột mà lại để ảnh như vậy, thiệt bậy bạ gì đâu á. Hai Lành đang chống tay lên cầm, bỗng rớt bàn tay xuống bàn đánh ầm một tiếng, đôi mắt thất thần. Ông Tư nghĩ thầm, chắc có nội tình gì đây. Nhưng làm sao mà tìm hiểu được? Nếu như hôm nay không có ông B đi cùng, ông sẽ lật ngửa con bài chủ ra với Hai Lành và Năm nổ. Nhưng sự việc chưa biết giải quyết ra sao. Lỡ như ông B đi nói rùm bên ngoài thì sẽ ra sao? Ông Tư quyết định đánh cú chó để tìm ra chân tướng sự việc. Ông nói, thôi thống nhất vậy đi. Thằng Năm mày tính sao thì làm vậy. Vợ thằng Hai cũng nên cung cấp cho nó một chút tiền để làm lộ phí. Bây giờ cũng tối rồi, mình về anh B ơi. Sau khi đưa ông B về nhà, ông Tư quanh trở lại nhà Năm nổ liền. Cũng may Năm nổ còn đứng hóng gió suy nghĩ trước cửa chưa vào nhà, nên ông gặp ngay. Thấy ông Tư, Năm ngạc nhiên. Ông Tư nói, tao với mày trở lại nhà vợ Hai Lành coi. Hồi nãy có anh B, tao không tiện hỏi. Chuyện gì quan trọng vậy chú Tư? Tao nghĩ nó biết thằng chồng nó hiện đang ở đâu. Thiệt sao chú Tư? Thì tao cũng đoán vậy thôi. Vậy mình đi liền đi. Ông Tư thật sự hiếu kỳ. Theo ông nhận định, Hai Lành đã chết. Cái xác trong vách tường dứt khoát là của y. Và chính tay vợ con y giấu vào trong đó, vì nghĩ người giết y là Năm nổ. Ba người họ muốn bảo vệ Năm nổ, vì có thể Năm cũng không hề biết anh mình đã chết sau khi bị mình hành hung. Nhưng bây giờ, Hai Lành đã biết Năm nổ không gặp lại anh mình sau khi chia tay ở nhà Hai Lành. Vậy nguyên nhân cái chết là do đâu?
và ai đã đánh hai lành tới độ chỉ kịp lết về tới nhà để trút hơi thở cuối cùng vậy? Nhưng bây giờ mọi việc còn mập mờ, làm sao mà phanh phui đây? Nếu như phanh phui ra thì hậu quả sẽ như thế nào? Ông Tư còn đang lần khần thì đã tới nhà hai lành rồi. Chị ngạc nhiên khi thấy hai người trở lại. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hai lành nói ngay: "Có chuyện gì sao chú Tư?" Ông Tư vào đề ngay: "Bày nói thiệt tao nghe, ở đây chỉ có ba người mình. Tao vì hiếu kỳ muốn biết chuyện, chứ không có ý giạch mặt bay. Tao biết, bay biết thằng Hai Lành đã chết rồi. Ý tao muốn hỏi là, bay chôn nó ở đâu?" "Trời, chú hỏi gì lạ vậy chú Tư?" Năm Nổ cũng kêu lên: "Chú kêu tôi đi cùng chú để hỏi vụ này hả? Sao chú nghĩ là chị Hai biết anh Hai chết rồi? Không phải mày nói tao là mắt thần điện tử sao? Vợ thằng Lạnh á, bay nói đi, bay chôn nó ở đâu?" "Chú hỏi nghe ngộ quá, ảnh chết á, chẳng lẽ tôi không phát tang mà chôn lén lút sao?" "Bởi vì bay nghĩ là thằng Năm Nổ đánh nó sảy tay, nên bay phi tang để bao che cho Năm Nổ." Hai Lạnh và Năm Nổ mặt mày tái mét, quay lại nhìn nhau. Lạnh hét lên: "Chú nói bậy! Vậy bay có dám cho tao đập bức tường này ra không? Bay có dám để tao báo công an là ba mẹ con bay giấu xác vào thùng đông lạnh rồi chôn vào bức tường không?" Chị Hai Lành đổ sập ngựa xuống ghế, nước mắt tràn ra ướt đẫm hai bên má. Chị lấy hai tay bưng mặt, khóc nức nở, không nói một tiếng nào. Năm Nổ ngơ ngác hết nhìn ông Tư, rồi nhìn chị. Là sao? Chuyện gì vậy chú Tư? Để nó tự kể. Hai Lành khóc một hồi. Ông Tư cũng kiên nhẫn chờ cho chị bình tâm. Chị dùng tay áo lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu lên, nói: "Được, tôi nói thiệt. Nhưng chú phải hứa với tôi là chuyện này chỉ một mình tôi làm, không ai biết và chẳng liên quan tới ai cả, thì tôi sẽ nói." "Bài nói đi." Khi ổng bỏ nhà đi, bao nhiêu tiền của mang theo hết, mọi người cũng đã biết rồi. Tôi một thân một mình chèo chống nuôi con. Nếu không có chú Năm từng lúc theo giúp đỡ, thì tôi cũng mệt mỏi lắm. Cho nên trong lòng tôi, chú Năm không còn là em chồng nữa, mà hơn cả em ruột. Đến khi ổng tiêu xài hết tiền bạc, rồi về đòi chia của, ổng có công lao gì mà đòi chia? Toàn bộ tài sản này là do một tay tôi làm ra. Ổng không có tư cách nào sống chung nữa, chứ đừng nói là chia của. Chú Năm cũng làm dữ với ổng lắm. Cuối cùng để anh ta đi cho khuất mắt, nên tôi đưa cho Năm cây vàng, cắm tiệc bán mãn về nhà. Lúc ra đi ổng nghênh ngang, thề đói chết bỏ, cũng không bao giờ trồi đầu về nữa. Nhưng nửa khuya hôm đó, ổng về, đập cửa ầm ầm, kêu tôi đưa ổng đi bệnh viện. Tôi mở cửa, nhìn thấy ổng máu me đầy mình, miệng kêu: "Thằng Năm Nổ, thằng Năm Nổ." Tôi hoảng kinh chưa kịp suy tính gì thì ổng lăn đùng ra chết tươi. Mẹ con tôi hồn phi phách tán. Lúc đó hoảng quá, con tôi định kêu chú Năm lại. Nhưng tôi chợt nghĩ, thứ nhất, nửa đêm ổng bị chết mà mình mãi máu me như vậy, người ta sẽ cho rằng mẹ con tôi là thủ phạm. Thứ hai, trước khi chết ổng cứ kêu Năm Nổ hoài, chắc là chú Năm nó đã đánh ổng chứ chẳng ai. Vì hồi chiều tôi thấy chú Năm giận dữ xô đẩy ổng ra ngoài, đuổi như đuổi tà vậy đó. Nếu như tôi công bố cái chết của ổng, thì gia đình sẽ tình nghi. Hai đứa nhỏ đang đi học phải ngưng lại để mời tới mời lui điều tra. Chú Năm có khả năng bị vào tù. Thôi thì ngữ của ổng, khi sống chẳng ra tích sự gì, chết rồi cũng không nên làm liên lụy ai. Bởi vậy tôi quyết định âm thầm giấu xác ổng vào thùng đông lạnh, rồi chôn vào trong bức tường đó, chỗ có cái kệ sách ngăn lại. Coi như ổng cũng có mộ yên mã đẹp ngay chính trong căn nhà của vợ con mà ổng đã ruồng bỏ. Mọi việc tưởng đã êm xuôi, nay biết chú Năm không phải là người gây ra cái chết cho ổng, tôi lại thấy ân hận. Vậy là bao nhiêu năm nay tôi đã bao che cho ai? Ai mới chính thức là người hành hung ông ta? Năm Nổ kinh hoàng lắng nghe chị Hai Lành tường thuật lại vụ việc, trong lòng vừa giận vừa thương. Sau khi Hai Lành dứt câu, Năm Nổ buột miệng:
hay là con xin. Nó theo ảnh về tới đây, giết ảnh rồi lấy số vàng đó trở về với chồng cũ. Ông Tư nói, tạm thời để im chuyện này đi. Thằng Năm, mày nói mai ghé tìm con xin để hăm he nó phải không? Mai tao đi với mày gặp nó. Năm nổ vân vê xoay vòng ly trà đá, ngập ngừng. Ban đầu cũng không biết anh hai tôi ở đâu, nên mới tính làm áp lực với nó để tìm cho ra. Bây giờ biết ngọn nguồn rồi, dầu nó có chảy, mình cũng tìm hiểu chi nữa. Thôi thì chi bằng, cứ bỏ qua hết cho rồi. Coi như ảnh đi luôn, không bao giờ trở lại, để không ai phải áy náy lương tâm hết. Ủa, mày cũng phải truy tìm ra người hại chết anh mày chứ. Tôi hỏi chú, nếu như nó làm ảnh chết, nó có chịu khai không? Mà thực tế nó cũng đâu có biết ảnh đã chết rồi, vì ảnh chạy về nhà là còn sống mà. Mày cũng phải tìm nguyên nhân trước khi nó chết, sao lại kêu tên mày chứ? Rồi như sực nhớ ra, ông quay sang chị Hai Lành. Hồi nó quay về, mày có xem thử nó có tiền bạc gì không? Không có một xu chú à. Vậy khả năng nó bị cướp cũng lớn lắm. Thôi, mời tao với thằng Năm lại nhà thằng Trạng thử coi sao. Tầm 9 giờ sáng hôm sau, ông Tư và Năm Nổ tới căn nhà nhỏ của Trạng. Hai đứa con gái nhỏ đang chơi nhảy cò cò ngoài sân. Trạng đang lau chùi cái quạt máy để lau, bụi bặm bám đầy. Xin lui cu dưới bếp, nấu nướng gì đó. Một gia đình hoàn toàn hạnh phúc. Năm Nổ chạnh lòng. Con đàn bà hư đốn như sinh, cuối cùng cũng được tha thứ để trở về bên cạnh chồng con. Còn Hai Lành anh của y thì... Hai... Xin thoáng thấy bóng Năm Nổ đã bực tức kêu lên. Gì nữa vậy cha nội? Ông làm ơn tha cho tôi được sống bình yên cái giùm được không? Chuyện gì tôi cũng nói rõ cho ông hết rồi. Tôi và thằng Chả lâu lắm rồi không có gặp nhau. Ông hỏi anh Trạng thì biết. Tôi và anh trở về với nhau hơn chục năm nay rồi. Chỗ tôi và ảnh làm người ta cũng sẽ chứng minh nếu như ông muốn tới điều tra. Trạng mời ông Tư và Năm ngồi xuống bàn, tiện tay rót ba ly trà. Sự thật là vậy đó chú Tư và anh Năm à. Xin lau tay vào trong hai ống quần, lên đứng cạnh chồng, phân bua. Có thể giờ này ổng đang hú hí với con mẹ nào ở đâu đó không chừng. Tôi với ổng cũng chỉ là vợ tạm chồng hờ, chứ có phải gắn bó keo sơn dĩ đâu. Ổng bỏ mặt tôi bơ vơ giữa xứ lạ quê người. Tôi hận ổng còn không hết. Bây giờ tôi cũng đã quên ổng rồi. Thật ra tôi cứ tưởng ổng đã về bên chị Hai, nên mỗi khi anh Trạng về quê tôi đều hỏi thăm. Đừng làm khó tôi nữa ông Năm ơi. Ông Tư nhìn chăm chăm vô mắt xinh, cảm thấy cô ả nói thật. Ông ôn tồn, mười mấy năm nay không có tin tức gì của thằng Hai, nên thằng Năm nó lo. Nó sợ có khi nào thằng Hai bỏ xác ở đâu rồi đó không. Nếu như còn sống, sao không về nhà một lần? Nếu như chết rồi, nó cũng muốn đem anh nó về quê an táng cho gần cha gần mẹ. Trạng xen vô, hay là đăng báo và tìm trên tivi đi anh Năm. Đem tấm hình của ảnh thay lên, nếu như ai gặp người ta sẽ chỉ, còn nếu như ảnh không còn, có khi ai đó đã từng biết thì sẽ lần theo đó mà tìm ra thi thể ảnh. Chắc là phải vậy rồi. Ông Tư nhíu mày khi nhìn thấy trong đầu xin thoáng qua một khuôn mặt của một gã đàn ông lạ. Ông cố gắng nhớ nhưng cứ mày mãi trong đầu, hình như ông đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi. Nhớ mãi mà vẫn không được, ông Tư suy nghĩ cách đánh úp vào xin cho cô ta tự nhiên khai. Cũng ngộ lắm bay. Hôm nay nghe chuyện thằng Hai Lành, tự nhiên hồi tối này tao nằm mơ thấy nó. Kể bay nghe chơi, chứ tao hồi dở vốn dĩ không tin vào chuyện mộng mỹ ba láp. Nhưng ngộ lắm, tao thấy thằng Lành mình mẩy máu me không à. Nó đang lết về nhà thì gặp tao. Nó kể tao nghe là bị một thằng... Thằng gì dở, tự nhiên tao quên tên ngang à. Hai Lành có nói tên thằng đó ra, mà với tao cũng chẳng biết cái thằng đó nữa. Nhưng lâu lắm rồi không gặp. Hai Lành nói thằng đó đánh nó, lục túi lấy tiền bạc dòng vàng của con vợ mới đưa xong rồi bỏ đi. Nói tới đó, tự nhiên thằng Lành lăn ra chết hà. Tao hoảng hồn hoảng vía kêu lên sùm, rồi giật mình dậy luôn. Năm Nổ nhìn ông Tư, ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao ông dựng chuyện như vậy. Trạng cười khà khà. Chuyện chim bao đâu phải thiệt chú Tư.
Nếu anh hai có oan ức mà chết, thì người ảnh báo mộng là vợ con, hoặc anh Năm là người nhà của ảnh, chứ sao lại nhầm vào chú được. Ông Tư không nghe ai nói gì, chỉ chăm chăm quan sát sắc mặt của Sinh. Cô ta vẫn điềm nhiên mỉm cười, có vẻ không tin chuyện ông Tư bịa ra. Nhưng một lần nữa, khuôn mặt kia lại xuất hiện. Ông Tư ngẩn người ra một hồi, rồi chợt nhớ hắn là ai. Dù rằng hắn đã rời xa cái xứ này trước khi vợ chồng Hai Lành tan đàn xẻ nghé. Ông kính đáo trừng mắt ngó Sinh. Thằng này bay quen nè. Là ai chú? Xin lỗi mày nghe Trạng, đã lỡ kể thì kể cho tường tận. Nó là thằng Lượng, trước đây cũng ở cái xóm mình. Ba khuôn mặt, ba cái miệng há hốc nhìn ông Tư. Ai cũng biết thời trai gái, Lượng và Sinh có mối tình nổi tiếng ở cái xóm này. Gia đình Lượng khá giả, Sinh thì nghèo, nên cô ta quen Lượng với hy vọng đổi đời, mặc dù Lượng chỉ là một thanh niên không nên thân. Ỷ vào tài sản của cha mẹ nên chơi bời đàn đúm, trai gái dập dìu. Gia đình Sinh ra sức ngăn cản, nhưng cô ta không nghe. Sau đó mang thai, định lấy cái bào thai làm áp lực để Lượng cưới, nhưng hắn ta cứ trơ trơ. Cuối cùng, Sinh phải phá thai. Sau đó Trạng đi nghĩa vụ về, mê mẩn Sinh nên nhanh chóng cưới được cô ả. Gia đình Lượng bán hết đất đai nhà cửa, dọn đi sinh sống chỗ khác, và từ đó không trở về quê nữa. Ông Tư liền kể ra chuyện này, vì bỗng nhiên thấy Sinh nghĩ tới hắn. Nếu ông không phán đoán sai, thì có khả năng trong thời gian sống bên ngoài với Hai Lành, Sinh đã gặp lại Lượng, và câu bộ cũ không rủ cũng tới đã ứng vào cặp này. Vậy khả năng Sinh dụ Lành về môi tiền vợ và cùng nhân tình chiếm đoạt là lớn lắm. Sinh sau 30 giây bối rối đã trấn tĩnh lại, hung hăng trừng mắt nhìn ông Tư. Bây giờ ông nói vậy là ý gì đây? Có ý gì? Hồi nãy trước khi kể, tao có nói rồi. Tao vốn không tin vào chuyện chim bao, nhưng thấy cũng lạ, nên kể nghe chơi thôi. Ủa, mà chuyện gì bay phải rung động vậy? Thằng đó với bay bộ có liên hệ hay sao? Ông nói bậy gì vậy? Tôi nể ông già cả ngang ông Tư. Đừng có đơm đạt chuyện bậy bạ mà theo dệt, con nít nó coi thường. Ủa, vậy là bay có tịch rồi nhút nhích hay sao? Bây giờ, ông muốn ám chỉ gì? Ông Tư thấy rõ ràng là Sinh đang thốn. Trong đầu cô ta hiện ra cảnh Lượng đang cầm khúc cây vuông đối diện với Hai Lành và cô ta đang núp trong bụi rậm. Ông Tư bất giác hiểu hết mọi chuyện xảy ra. Bèn ôn tồn nói. Mày kêu hai đứa nhỏ qua nội nó chơi đi Trạng. Tao có chuyện này muốn bàn với bay. Sinh hét lên. Không có bàn bạc gì hết đó. Tôi lạy ông á ông Tư. Gia đình tôi đang êm ấm. Ông đừng đem những thị phi bậy bạ trút vô nữa. Để vợ chồng con cái tôi ăn một cái Tết cho đàng hoàng. Tôi đã phạm một sai lầm khi bỏ nhà đi với Hai Lành rồi. Giờ xin để yên cho tôi chuộc tội với chồng con. Ông đào bới ra chi nữa để gây xáo trộn cuộc đời tôi vậy ông Tư? Bày muốn để con bay nghe tất cả mọi chuyện về mẹ nó à? Tôi không làm gì xấu, tôi không sợ. Không làm gì xấu? Sao bay nỡ để thằng Lượng hành hung thằng Lành bị trọng thương để lấy hết tiền của mà không đưa nó đi bệnh viện? Không làm gì xấu mà bay núp trong bụi cây chứng kiến từ đầu đến cuối, không tri hô hoặc ngăn cản. Sau khi tụi bay an toàn rút lui, mặc kệ Hai Lành sống hay chết, thằng Lành không nhìn ra thằng Lượng, cho nên thằng Lượng sẵn dịp đổ cho Năm nổ, xúi nó giật lại 5 cây vàng mà vợ Hai Lành đưa cho chồng. Còn du khống chị em nó quan hệ bất chính, cho Hai Lành dẫn thằng em của mình bầm gan tím ruột. Qua trận đòn đó, thằng Hai mất tích luôn. Bay nghĩ nó còn sống sao? Còn bay, đồ đàn bà xấu xa. Sau khi bị thằng Lượng đá đít mới trồi về với thằng Trạng, cho thằng Trạng ăn củ bỏ. Bây giờ, bay chỉ có một con đường là chỉ chỗ của thằng Lượng cho công an điều tra nó để tìm tung tích thằng Lành. Chỉ có như vậy, bay mới có thể chuộc phần nào lỗi lầm của mình. Hai tay Sinh giấu sau lưng chống vào tường, vẫn không thể kìm được mà đang rung lên bần bật. Sao ông ta có thể kể danh sách chuyện như đang chứng kiến vậy? Sinh thật sự sợ hãi, cô ta sợ bị Trạng ruồng bỏ. Đúng như vậy, ra đi với Hai Lành chẳng bao lâu, cô gặp lại Lượng và mối tình nồng cháy khi xưa đã kịp trỗi dậy. Sinh không ngần ngại lần nữa rơi vào tay Lượng, dù cô ta thừa biết hắn không thật lòng với bất kỳ ai. Sinh vừa sống với Lành
vừa dùng tiền của ông ta để cung phụng cho Lượng, đến khi Hai Lành không còn khả năng nữa thì cô ta xúi ông về đục tiền vợ. Hai người hẹn gặp lại nhau ở căn nhà trọ mới khá xa nhà trọ cũ. Xin vội vã cho Lượng biết địa chỉ nhà mới để hẹn hò xây dựng tổ uyên ương sau khi cô ta chia tay với Hai Lành. Khi Lành vừa ra khỏi nhà thì Sinh và Lượng cũng đi theo. Ý của Sinh chỉ đơn giản là sau khi cùng Lượng cướp tiền của Lành, cô ta với hắn sẽ cao chạy xa bay, còn Lành trắng tay tại quê nhà thì sẽ không còn đường tiến mà lui về với vợ. Đúng là khi Lượng dùng sức trẻ hơn để đánh Lành bằng cây đầu vuông, đòn nào cũng chí tử. Sinh cũng rất nóng ruột nhưng không dám lộ diện. Cô ta sợ lỡ như Lượng đánh chết Lành thì sẽ diệt khẩu luôn cô, nên nhìn người đã từng đầu ấp tay gối với mình oằn oại dưới trận đòn. Bỗng nhiên Sinh kinh sợ con người Lượng. Cô quyết định sau khi lấy được tiền từ tay Lượng, cô sẽ nói chuyện phải quái với Lành, sau đó cùng nhau trở về chịu lỗi với Trạng và chị Hai Lành. Nếu như được tha thứ thì từ đó nhà ai nấy sống, cô sẽ một lòng một dạ với chồng, không còn tơ hào gì nữa. Rồi Sinh lại nghe Lượng du khống cho năm nổ là năm mướn hắn đánh cướp lại số vàng vợ Hai Lành đã đưa, rồi du khống mối quan hệ chị dâu em chồng, càng làm cô thêm chán ghét bộ mặt của hắn. Trong một thoáng, Sinh muốn chạy đi kêu cứu, nhưng đôi chân ríu lại, một bước cũng không cất lên nổi. Sinh nghe Lành kêu rú lên, nguyền rủa năm nổ, nguyền rủa thằng em ruột của mình mà tức cho lão già có suy nghĩ nông cạn, không hiểu ra vấn đề. Sau đó, cô không phải né tránh Lượng, vì hắn có đến tìm cô nữa đâu mà né. Ổng được số tiền từ Hai Lành, hắn bỏ đi mất biệt. Muốn tìm hắn ư, biết hắn ở đâu mà tìm. Đôi khi ngồi ngẫm lại, Sinh thấy ân hận. Cô không biết hiện giờ Hai Lành ra sao, sống ở đâu, hay chết bờ chết bụi sau trận đòn đó. Nhưng nếu như ông ta chết dưới quê, thì chắc chắn sẽ có người phát hiện và mọi việc sẽ rùm beng. Cô ta cũng không dễ gì sống yên mười mấy năm nay. Nhưng nếu không chết, thì hiện đang ở đâu? Sinh chỉ mong Lành bình yên, dầu hiện giờ đang sống cùng người đàn bà nào. Ông Tư nhìn thấy lương tâm Sinh bị giằn xé. Ông tin Sinh không biết Lượng ở đâu thiệt. Một con người lừa đảo như vậy, dễ gì khai ra tung tích thật sự của mình. Ông an ủi. Muốn tìm thằng Lượng á, dễ thôi mà. Lúc gia đình nó các hộ khẩu chuyển đi tới đâu, địa phương mình có lưu, giờ lên tới đó tìm thôi. Nếu nó có chuyển đi đâu nữa thì mình tìm cũng ra. Thằng này á mà không đầu trộm đuôi cướp, tụi bay giết tao đi. Thôi, ăn Tết xong á rồi tính. Ai làm sai á cũng bị trả giá dù ít nhiều thôi con. Qua Tết, đến mùng 9, tiệm may chỗ Trạng và Sinh làm khai trương, nhưng Trạng phải ở lại vì cô ruột của y mất đột ngột. Một mình Sinh trở lên Sài Gòn ngày mùng 8 cho kịp. Đến mùng 10 thì công an khu vực ở Sinh đã điện thoại cho Trạng báo là đang tạm giữ Sinh vì tội giết người. Nạn nhân là một trung niên khoảng 50 tuổi tên là Trần Văn Lượng. Trạng tức tốc lên Sài Gòn liền. Sau khi tìm hiểu thì sự thể được bà con hai bên ghi nhận là tên Lượng tới dụ dỗ sàm sỡ Sinh. Sinh đuổi về nhưng y dùng sức cưỡng bức. Sinh la làng cho hai bên tới giúp đỡ và mọi người nhìn thấy hắn đè Sinh xuống bóp cổ. Người ta xông vào lôi hắn ra. Sinh tiện tay dùng con dao gọt trái cây đâm ngay vào tim hắn. Chỉ một nhát duy nhất là đã tiễn hắn lên đường. Mọi người chỉ biết có vậy, công an cũng ghi nhận được như vậy. Còn sự thật bên trong có khuất lấp gì? Nếu Sinh không khai ra thì ngoài ông Tư chỉ có trời mới biết. Ông Tư cũng thôi, không quan tâm tới chuyện này nữa. Mọi việc dừng lại ở đó được rồi. Sinh phải trả giá như thế nào đã có pháp luật xử lý. Con người mà, gieo nhân nào phải gặt quả nấy. Nếu như sự thật được phơi bày trần trụi thì vợ Hai Lành sẽ bị vướng vào tội che giấu xác chết. Một con người tốt, một gia đình có ích cho xã hội như vậy, ông cũng không nỡ nào làm cho tan nát khi những sai lầm đó họ mắc phải chỉ vì để bảo vệ người ơn.